Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em. Chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Mai Vàng 10 năm của em nha. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 5. Em sẽ lên một đoạn clip giao lưu với cả nhà mình một số những phôi mai. Và trong đó có những cây mai gốc nhớt. Mà tại vì ngày hôm qua em có quay lên á. Hồi nhiều anh em nói thôi tại cũng lên giao lưu vài cây với anh em. Thì ngày hôm nay em cũng giao lưu với cả nhà mình một số cây ha. Trong cái đoạn clip ngày hôm qua thì một số anh em cũng hay hỏi cái cây này là cây gì. Ngày hôm nay em cũng quay cho cả nhà mình luôn nha. Đó, còn cây này nói chung ra thì chưa xong giá cả nhà mình ơi. Cây này cây sầu cả nhà, cũng có giá rồi nhưng có cái là chưa có được mong muốn cả nhà. Nói chung ra là lợi nhuận chưa có đó, là mình chỉ chưa bằng giá vốn. Bởi vì là em chắc quyết định cây này em để lại cả nhà mình ơi. Cũng có một số anh em cứ nói lên chậu đi, chắc tầm khoảng chừng tháng nữa mấy anh em đủ tiền lấy thì chắc có lẽ em cũng lên chậu luôn ha. Đó, rồi để quay lại cái câu chuyện ngày hôm nay thì em sẽ quay cho cả nhà mình cái cây sori này. Cây này là cây sori, sori của Việt Nam mình á, thường thường gọi là sori ta đó anh em. Cây này có dàn rễ nôm nè, dàn rễ nôm nó thì tầm khoảng chừng 7-8 tấc. Cây này nói chung ra em mua sưu tầm hay cả nhà. Lúc mà em mua thì cũng có hư vài cọng rễ này cả nhà, nói chung cũng không đáng ngại cả nhà mình á. Những cọng rễ cái thì ok hết rồi cả nhà, là xanh nè, xanh luôn ha. Nó bị cộng hai cộng mà nó không có đáng ngại đâu, nhưng có cái tìm được cây phong cao gì nè, mình làm cây trang trí nhà và cũng có cây ăn trái cho gia đình, nói chung cũng vui ha cả nhà. Tán ngang nó tầm khoảng chừng 8 tấc à. Cao tổng thể cây này được khoảng 1m2 1m3, đang nằm chậu 50-70, chậu này chậu xi măng. Nếu là em thì tại biết sao em đang thành lập cái vườn mini, bởi vậy thì cái cây này em chưa có thay chậu nè, em để cho nó cứng cứng chút xíu nữa, lá già lần nữa thì em sẽ xuống lá và em thay vô chậu tròn cả nhà. Anh em mình hợp nhãn cây này đi, em để anh em mình 10 triệu ha. Đó. Còn riêng thì em mà mong muốn cây này về là em sưu tầm thôi. Rồi bước vô trong ngày hôm nay thì em có 3 cây mai tàn. Tiện thể đây thì em cũng quay cả nhà mình luôn. Cả nhà mình thấy đây là một số những phô mai vàng. Ngày hôm qua em lên tổng cộng được 15 cây. Thì em đã giao lưu xong hết hay cả nhà. Đó, không có gì và bằng những cái cây giá tầm trung của bên em đây. Đó. Tổng cộng mấy giặt này là em đã bán hết rồi nè. Đó, ngày hôm nay là ngày chủ nhật, bởi vì em không có bó cây dao được. Ngày mơ em mới bó cây dao ha. Rồi, vô tiếp tục cái đoạn clip ngày hôm nay. Không để cả nhà mình chờ lâu thì em sẽ lên cho cả nhà mình 3 cây mai tàn hàng dạo dinh. Trong đó có 2 cây rất đẹp, có một cây ở giữa thì nó hơi chung chung với cả nhà. Số đo cây đầu tiên á, thì hoành nó 35, cao 1m2 1m3, tán ngang thì 8 tấc ha cả nhà. Đây, đế nói chung cũng được thôi. Nói chung ra những mặt hàng tự nhiên mà nó không có được đế đẹp rồi cả nhà. Đây, đế đây cả nhà, cũng có chỗ thiếu, cũng có chỗ dư. Bên này thì đế cắm này cả nhà, đây nè, bên này đế cắm, nhưng mà giá nó phải chăng cả nhà mình ơi. Anh em nào mà đi mua những cây mai về chứng tết á, thay vì anh em mình bỏ tiền ra cũng vài triệu cây mà anh em đi mướn, còn đây anh em mình có thể mua được cây này nè. Đó. Mà em giao lưu 3 cây ha cả nhà. Cây này hoành 35 nè, cao 1m2 1m3. Nó còn cây này hoành 32, cao tầm cũng 1m2 1m3 luôn. Ba cây này cũng ngang ngửa nhau cả nhà. Cây bên này hoành 37 ha. Đế thì em quay cho cả nhà mình sơ gì thôi. Đây, cây này đế không giữ đâu, có vài cộng mà. Nhưng có cái được bộ tàn cả nhà. Đó thì nói chung gam bán là bán tàn chứ không phải là bán theo cái đế đấm gì trơn cả nhà. Đế đủ đủ theo theo cây để chơi thôi. Cốt cành nói chung cũng tương đối nha cả nhà. Đây. Đó, ngày hôm nay thì chỉ có một mình em quay thôi. Tại ngày hôm nay bên đạo em là bên ngày kiêng việc, bây giờ em cho anh em nghỉ một ngày anh em. Đó, cốt cành đóng đẹp lắm cả nhà. Nói chung cây nào cũng khá cây. Tại ba cây này thì em giao lưu có 70 ngữ thôi cả nhà. Em bao ship trong miền Nam, còn vùng ngoài thì em sẽ thương lượng lại giá ship với khách hàng ha. Đế cây này thì được dài cộng, cây này cũng được được nè. Cây này khá khá đế cả nhà. Và cây này phong tảng đẹp lắm nè. Đó, ví dụ như anh em mà đi mua trong vườn mà tìm những cái mai tàn mà cốt cành nó cỡ gì nè, anh em bỏ tiền ra, ví dụ như ba cây này 7 triệu mấy thì nó tầm 2 triệu mấy cây, 2 triệu rưỡi ha. Đúng rồi, tầm 2 triệu rưỡi cây thì không có đi vô vườn thì săn mấy cái này thì không có giá đó đâu hay cái nè. Rồi, tiếp tục vô đây thì hôm qua em có quay một số những cái cây gốc nhớt hàng giáo Thủ Đức. Thì ngày hôm nay thì em sẽ lên, cũng có phôi hàng tầm trung ha. Ha, nhưng mà trước mắt thì em sẽ lên cho cả nhà mình những cây gốc nhớt đây. Đây, những cây gốc nhớt. Mặt bông đây cả nhà, hôm qua cũng có cây này đang nở bông nè. Bông gió tàn đều lắm. Em lựa là không có lựa, quan trọng là nó bự cái nè, quan trọng là vô mắt mình. Nó thân thủ gì nè. Khéo cây. Tàn thì nó cao hiện tại bây giờ tầm khoảng chừng 40,
tán ngang cũng 40 thôi, chi cành cũng đang nuôi thêm hai cái nè đó, nhưng mà đủ chơi Tết rồi. Hoành nó chỉ có 16 củ thôi nè, hoành ở đây ha 16 thôi, củ nó 35, củ em đo đây hai cái nè, đây củ em đo đây được 35. Nói chung ra những cái mẫu này thì để bàn cả nhà mình nè, củ mặt đá thấy không? Cực kỳ luôn hai cái nè. Cái này cái số 1, ê gãy rồi Tài ơi, có gãy nhẹ cái đầu hay cái nè, có gãy nhẹ cái đầu rồi, chắc là để ngày mơ em tỉa lại. Nói chung có không sao hết, nhưng có cái mình mắc thẩm mỹ mình, tại bên em kỹ cây lắm cái nè. Em cho cả nhà coi cũ nè, cây số 1 hoành 16, cũ thì nó 30 35 hay cái nè, cũ 35, đây mặt tiền chính hay cái nè đó. Nói chung cây đang nuôi được cúc 1 cúc 2 dưới trơn, còn nhà trên á cây này thì em giao lưu cả nhà luôn là 2.500 hay cái nè, hai dù gửi bao ship ha. Rồi cái số 1 bước qua cái số 2 là cây cũ, tiếp tục là cây chật ha, ở nhà coi nè, cũ nó cũ cũng 32, hoành nó 14. Cái này cái số 2 cao thì nó cũng hào hào tầm cũng chừng 50 cái nè, đang nuôi những cái dàn chi trên đây. Nhưng mà cái cũ cái này rất khéo ha, em xin lỗi cả nhà ha, mấy cái này chậu 25 hay cái nè, cỡ 25 ha, em cũng chưa đo gì kỹ cho lắm mà cũ được cũ cái nè. Đây này thì em chưa có tuyển lại, nếu mà những cây này mà em nuôi lại á, em chỉnh sửa nước dây lại thì em sẽ bỏ những cái chi dư ha, mình cạp đi hết mình nuôi lại. Đúng ra những mặt hàng này em nuôi từ đây này, nhưng có cái mình mua lại của anh em á thì mình chưa có làm lại cái nè. Rồi cái số 2 giá 2 triệu ha cả nhà, em bao ship nè. Này mới bẻ kính tàn cho cả nhà mình ha, chứ để gì nó chưa kính tàn cả nhà mình này. Tại mới làm xong cái khu này thôi chứ mình chưa có thời gian để mình chỉnh sửa cây lại, nếu mà chỉnh sửa cây lại những cái lô mai đẹp lắm đó, giá 2 triệu thôi cả nhà. Rồi tiếp tục vô cây lớn, cây lớn là cái số 3 nè, cũ nó 39, coi như 40 đi, hoành nó 16 ha, hoành nó 16, cũ đặc hai cái nè. Cái này cái size lớn nha cả nhà, cái size lớn nè. Cũ nó khéo luôn á, cũ bự nè, làm chậu 30 ha, em chưa nuôi vô nước dây nhưng mà thân thủ đây đó, thân thủ khéo lắm ha đó. Cái này thì em giao lưu cả nhà luôn 3 triệu ha, em bao ship sẽ vô nước dây nhẹ lại, dần nhẹ lại cái cho cả nhà mình ha. Đây thân thủ nè, cây số 3. Rồi tiếp tục qua cây số 4, cây số 4 là vẫn là chậu 25, hoành 14, cũ nó 48. Cây này phong đẹp không nè, phong cây đẹp lắm, tàn thì cũng đang nuôi hay cả nhà. Tại anh em mình yêu cầu thì em bắt buộc là em phải lên cho anh em nhà mình, chứ đôi khi nói mình cứ mua về mình không giao lưu thì nó kỳ. Hàng giả Thú Đức hay cả nhà, nó thú bò bò nằm nè, hoành 14, cũ nó nãy mình cũng có đọc rồi nè, hoành 14 cũ nó là 40, cũ 40 nha cả nhà. Này hàng trái bí cả nhà, nhưng mà phong cây đẹp ghê. Rồi cái này giao lưu cả nhà mình luôn, vẫn là 3 triệu ha, em bao ship. Rồi tiếp tục là cây nhỏ nhất nè, ví dụ như anh em mình có những cái cây hàng để bàn thì anh em có thể lấy cây này, cũ nè, khéo lắm. Cũ này thì nó cũ 33, em đo nguyên cũ này nè, 33 ha cả nhà, còn hoành nó chỉ có 10 thôi, hàng để bàn. Đây cái này mà vô nước dây lại chút xíu nữa tịch lắm à, bẻ dây dần dần xuống nè. Này tại bữa về mình không có vô nước dây, chậu chắc chậu này chậu 20 quá nè. Đây không cây nè, này em giao lưu anh em mình 1.6 triệu ha. Đó đây là tổng thể 5 cây đây cả nhà, 5 cây nè, 5 cây gốc nhớt ha, hàng giả Thủ Đức đó, một mặt bông cũng rất là nổi tiếng trên thị trường ha. Nó sẽ mặt bông này nó rất là bền nữa cả nhà, rất bền bông đó. Anh em mình hợp nhãn cứ alo cho em. Rồi tiếp tục ngày hôm nay thì em sẽ lên cho cả nhà mình ba phôi mai của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em sẽ lên ba phôi hai cả nhà. Đúng là em sẽ lên nhiều đó, nhưng có cái là chỉ có mình lên em quay à, với một số những đơn hàng bên Bến Tre giờ này em còn chưa vệ sinh này kia xong, bởi vì anh em mình thông cảm nè. Trước mắt em sẽ lên ba phôi mai, hàng sale thì có lẽ là ngày mai sẽ có một đơn hàng sale ha. Còn đây là hàng mới hay cả nhà. Bước đầu tiên vô thì em sẽ lên một cái cây mai sù. Cây này cái củ đặc của nó như cái tảng đá vậy cả nhà. Đây cả nhà mình thấy không? Củ đặc như căn tảng đá đó. Trong cái lô mai mà hàng sắp đế á, bữa giờ em đo hoành chắc cây này cây lớn nhất nè. Đúng ra cây này thì em sẽ lựa cho một người anh. Nhưng á là vấn đề này, cây này không vô gu. Tại vì lúc nhìn cây á, mình nghĩ nó cắt cây ra rồi vai đế nó bự lắm, mà cây này vai đế nó gọn cây. Nó chẳng hạn như cây này hoành eo chỗ này không nè. 46 rồi cây nè. Cây này cây sù nó hoành eo 46, cao 30 và cái cũ 69 rồi cây nè. Cây này thì nói chung ra cúc 1 thì em sẽ lựa chọn nằm đây, đọc chủ bóp giót ha. Cây này thiếu cúc 2 bắt buộc thôi. Có nhiều khi anh em cũng hay nói là ui kỳ không có cúc 2 mà nuôi gì. Em nói thật sự cả nhà mình,
phô mai mà đã có cúc một rồi là cái điểm lợi thế rất là quan trọng, và đó là mình nuôi cây rất nhanh. Chứ cúc một không có, đôi khi cây có cúc hai mà không có cúc một, và đó mới gọi là cái quan trọng, cái khó hay cả nhà. Rồi quay mặt hậu đây, mặt hậu bên này thì đế vẫn đế cũ hay cả nhà. Đây đế cũ đây, nó chỉ được lớp trên hay cả nhà. Eo trên này em đo nhỏ nhất của nó 23 thì phải, đúng rồi, 23 24. Đó, cây không có thẹo dít gì đâu, có mặt cắt mới cắt hay cả nhà, mới cắt ha. Nạc, cái nạc này không đủ tiền cả nhà. Cái này thì cây cây phôi ha. Ví dụ như bây giờ thì em sẽ nói cây này là cây cây số 6 đây ha cả nhà. Cây này cây số 6 đây. Em giao lưu với cả nhà mình luôn. Cây này là giá 5,7 triệu ha. Em bao ship một phô mai xù mà tìm nó nạc nạc gì khó lắm cả nhà mình ấy. Rồi, em qua cây số 7. Cây số 7 ngày hôm nay thì nó là một hàng mini. Hoành eo nó chỉ có 20 thôi ha cả nhà. 20 thôi. Cao của nó 30. Cũ của nó 60. Đó, cây này cây thú rồi cả nhà. Anh em mình đây, mình nên quay nó hơi khó, cả nhà mình thông cảm ha. Quay mặt bên này cho cả nhà mình coi nè. Đó, nhìn nó rất là duyên dáng cả nhà. Cái này cả nhà mình đừng nghĩ ghép cái gì vô. Cây con á, của thân này nè, nó mọc trên thân này nè. Chủ vườn tận dụng nuôi nuôi lên luôn. Nói chung đuôi có, cốc một có, chi phong có, bắt cái chi hai trên này thôi là được rồi. Nó gồm qua tổng thể. Đây, đó. Mẫu này thì em giao lưu cả nhà mình luôn. Một cái mức giá là 2 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Đó là cây này cây số 7. Rồi qua cái cây số 8 là cây cuối clip của ngày hôm nay. Đây, cây cuối clip ngày hôm nay là một cây mai thân quái ha cả nhà. Cây thân quái, nói chung ra thì lô này lô khác à, mình ơn em làm sáng giờ chưa vệ sinh nữa cả nhà. Thân quái không ba bông ha, ba phô mai ngày hôm nay thì lô này em không ba bông, có cái ba cây mai tàn á thì ba bông dảo diên ha. Hoành eo của nó là 20, cũ đây của nó là 39, cao của nó là được 35 hay cả nhà. Đọt chủ tương đối gọi là bóp giót ha, nó quái cây. Em cắt hay cao đúng ra nó sẽ nằm đây, nó nằm đây nè, cả nhà mình nuôi nó sẽ di lên, nó sẽ đẹp hơn. Nó tùy theo cả nhà mình đấy, nó đường thân nó rộng mà, rộng từ bên này rộng lên, rộng ngang trước cắt lên đây. Nếu mà lấy mặt tiền đây là chi này dư hay cả nhà. Còn nếu mà lấy mặt bên này thì nói chung là lại nuôi không được, nó bắt buộc phải bỏ hay cả nhà. Rồi, cây này là cây số 8, cũng là cây cú líp. Em xin mạng phép giao lưu giá cô chú anh chị em 2,2 triệu. Đó, em rất cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ đã theo dõi hết một cái đoạn clip ngắn của em trong ngày hôm nay. Hy vọng đoạn clip ngày hôm nay sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ. Rất là cảm ơn quý cô chú anh chị luôn luôn ủng hộ kênh Mai Vàng Miền Nam của em nha. Trong cái thời gian tới ngày này đây thì bên em sẽ luôn luôn sưu tầm những phôi mai vàng hàng giá tầm trung, nhưng mà cây nó phải chất lượng. Hy vọng trong cái tháng tới này sẽ được cả nhà mình luôn luôn ủng hộ những cái mặt hàng đó của em nha. Rồi, kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý cô chú anh chị đi ngang thấy đoạn clip của em hay, xin mỗi người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam của em. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.